Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho anh em là những cái điểm phiên ở trong cái ông bộ môn tài xỉu ở tuần này ấy, thì cái điểm phiên đấy anh em có thể là soi được thường sinh đúng không? Thì trong cái lịch sử phiên thì nó có những con số ví dụ như là có ăn dẫn đầu là 12 này, 13 này, 11 và 10 đến các bạn đã được luôn để cho cơ ba là mình tự sang cái chạy ra một cổ vai hoặc có liên quan với nhau thì nó vừa mình xoan lúc 12 như các bạn 13 rồi đó và do là đây là cái bộ đôi của nó ra rất là nhiều thì 42 13 không có thiếu được 11 đó thì nó gọi sang chạy ra 3 đây là 6 và chúng ta cần cái người nữa thôi có chức phần này thì em có thể làm cái phần 8 là sẽ lên cái người dùng tập cái phần gọi là 14 chẳng hạn đúng không? Thì em sẽ làm đơn giản toàn một mình nữa và để cầu một con số này nhé. Em tham 14 tập trung nếu tăng 11 thì vì là 14 này và một cái điểm cầu thứ tám nó sau tiếng xịt thì 14 này ra là mình nó chỉ là một điểm ra thì kết thúc của ba bàn một chỉ có bởi ba bàn đấy thì mình có thể sẽ đeo lên con số bảy khi mà 11 hơn số 7 thì thuộc cái dạng là của 11 rồi thì bản chất lượng của nó thì nó lại là cái tài 13 13 thì nó lại là số 8 để số 1 8 này cũng như là 12 đó là 1 đấy để nó biết tỷ chưa để cầu nó chưa thì mình soi lại là đi đây là con số 7 thì đó là gì thì nó tiến hành là đổi gọi cầu của nó hoặc là nếu còn đây là một cái lượng tài là chúng ta 13 chứ phải là 7 này thì tỷ lệ lượng tài nó cũng không đâu rất là không được vậy nhé thì nó phải tỷ tỷ thì mình dễ sử dụng đúng không? Vì trong một câu này mình sẽ thì nó có thể là cân đối ở từ tầng điểm ở trên của khoảng 2 tỷ lệ hơn trên 23 cũng phải cân bằng nhau nó có thể là 2 tỷ lệ 3 cũng được chứ đừng có 30 và 20 thì nó áp dụng được cái cách xong vào đây 12-15 thì nó cũng có thể là chạy thêm tài đúng không? Có thể tầm 11 đó là 14 nữa. Ok tiếp tục anh em này thì tôi có tài 14 ở đây nhá. Còn thì tôi theo đại cầu bị 12-15 14 thì trong cái đồ ở các đại cầu bị này thì có thể tập tiếp là có tài 16 cũng luôn được luôn bởi vì là trong cái cầu 11 thì sau cầu 1 thì mình theo đại cầu bị hoặc là sau cầu B thì mình hay bắt cầu 1 hoặc là cầu 1, 2, 1 trong những trường hợp này thì nó hay xảy ra rất là nhiều như thứ 10 vì do không chỉ 10, 10 để chạy một tài 11 và 11 để tăng 12 thì 1, 2, 1 em nhớ cho mình là sau cái cầu B này nó chỉ có chạy việc là cầu 1, 1 này cầu 1, 2, 1 anh em nhé không có cầu 2, 2 ngày xưa nữa bởi vì là ngày xưa nó trong những cầu ngày xưa nó hay ra là mình hay chỉ nha bạn cầu bệt tài sau đó là cầu bệt xỉ này nó hay chạy như thế luôn nhưng bây giờ rất là khó cái trường hợp để nó xảy ra nhá nó hiếm đâu rất là hiếm 100 tay thì nó có một tay như thế mới có một cầu như thế đúng không? Đấy. Thì những làm sao nó khác với biển cầu trước ví dụ trước cái cầu bệt tài là cầu một rồi thì sau cầu bệt tài thì nó là phải là cầu 121 hoặc là cầu 212 đúng không? Đấy. Thì anh em nhớ cho mình nếu bắt chước cái cầu bị tài đấy là cầu 121 thì sau cầu bị tài nó là cầu 111 thôi rất là đơn giản hiện ra được cái cầu ở trong cái bộ môn tài xỉu bây giờ hiện nay là phổ thông như vậy đó thì mình hiện tại mình đang nói về những con game bài đổi thưởng chứ còn những con game ví dụ như là game ngày tôi có cổ xưa ấy, thì những con đấy thì trong cầu này thì đã thụ vàng và cũng không hợp lý cho mấy là vì thế thì anh em muốn lựa chọn những con game bài đổi thưởng lớn như bây giờ như con 68 chẳng hạn thì em chơi các con đấy thì mình cảm thấy là phù hợp hơn và mình đang lấy những cái thông tin là lấy dữ liệu chính xác từ những con game bài đổi thưởng nó ra đây để cho anh em sẽ so sánh và sẽ soi sẽ dễ hơn. Ok tiếp tục ví dụ như ở trong trường hợp này nó xảy ra là 10 thì nó lên tài 11 11 là xuống nằm ở lên tài 12 nữa thì đây nó đang tụ một cái một đúng không thì anh em có thể phân tích ví dụ như ở đây đang là 26 và 24 thì anh em cũng bắt tiếp đây sẽ có thể đồng con gì hai xuống con số chín thì cũng được anh có thể bắt luôn cái tài thì đang luôn bởi vì là
đây là chỉ còn 1, 2, 1 phải đúng không? Thì những cái đây là những cái bước mà mình soi ở những con số có những cái điểm viên mình thấy cực kỳ là chuẩn, chính xác và tiếp tục. Nếu như mà trong trường hợp này anh em muốn đi trong cái mức vốn của ổn định thì ví dụ mình sẽ lấy mức vốn là 10 cụ đi đấy, 10 cụ đi thì mình sẽ suy ra 10 cụ này mình sẽ đi là một tay là 2M đấy. Mình chỉ cần là 5 tay thôi, chỉ cần là 5 tay là mình đã có thể đặt chốt được rồi nghe nhé. Đấy là gọi là chơi cái chơi nhanh gọn, còn nếu mà với cái mức vốn người chủ mà mình đi chơi nhiều tay ấy, thì mình sẽ đi một mất một tay đó, thì em vẫn là có mức lãi như thế, mức lời như thế, nhưng mà nhưng sẽ được chơi là với tầm 10 tay được. Trong cầu so này anh em bắt được đây khi điểm 20k gì là có thể chơi được, tại vì 500k một tay vẫn có thể là ok. Nhưng mà tiếp tục, nếu như mà anh em muốn đi có thể bật thiết thì anh sẽ đi bản sử dụng một một tay này, 1 mét này, tay sau 2 mét này, có tay 3 mét này, anh em lại quay lại từ đầu 1 mét tiếp là 2 mét tiếp và 3 mét tiếp, cứ thế có thể thôi. Đấy là cái bước đi vốn gọi là quen kiểu là gấp gấp đấy đúng không? Tay một nếu dụ đen gãy chẳng hạn thì tay thứ hai phải gỡ, nếu mà tay thứ hai đen gãy thì tay thứ ba gỡ hết là 2 cái trước được chưa? Đấy, dẫn đầu đấy ngay là mình bắt đầu là nhẹ từ đầu, đúng tiếp thì là hút, đúng tiếp là hút, đúng tiếp là hút đó. Thế là vì thế đây thì là một cách đi vốn để khi mà anh bắt được những sai thì anh bổ sửa được em nhá. Còn đây là công thức sau của sự tiên thì anh có thể được khoảng từ 93% có thể lên đến là 99% luôn, bởi vì là mình chơi mình đã tụ thắng thành công từ công thức này rồi. Và vì thế em nên lựa chọn con game bài đổi thưởng để tăng cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn những con game cổ ngày xưa em nhé. Thì em cứ chỉ cần là soi chuẩn cái điểm phiên như mình chỉ đây là được, không cần là phải tính toán gì nghiệp có đau đầu. Ok thì em tham khảo trước này và áp dụng một cách thành công nhé. Chào tất cả anh em và người ba anh em nhé.